Vậy là còn vài chục nghìn người tốt bụng bấm vào cái nút đỏ có chữ đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo thì mình sẽ cán mốc 100 nghìn người đăng ký kênh. Hy vọng vài chục nghìn người đang xem chưa bấm vào nút đăng ký màu đỏ thì giờ bấm vào cái nút đó để mình sớm đạt 100 000 sub nhé. Chúc các bạn đang xem luôn đẹp trai xinh gái và gặp nhiều may mắn nhé. Hoshino Kazuma vì sức khỏe nhau em trai Ayumu mà rất xíu nhau về quê. Khi còn nhỏ, Kazuma từng sinh sống ở đây trước khi chuyển lên thành phố. Ngủ mới trên tàu, Kazuma nhớ lại ký ức đứt đoạn khi còn bé rong chơi trong rừng cùng cô bé nào đó. Tỉnh lại cũng đã đến nơi, Kazuma và Ayumu lại leo lên xe buýt, chuẩn bị về lại nhà cũ. Đi được nửa đường, hai thanh niên mới nhận ra lên nhầm chuyến tàu. Thế là cả hai leo xuống, đợi thêm một tiếng nữa vì sự bất cần của mình. Kazuma đang kể cho Ayumu nghe về ngôi nhà ven sông lúc nhỏ thanh niên từng ở thì một nhóc xuất hiện, đúng là dân thành phố về quê, Ayumu hào hức. Con khỉ cướp luôn cái mũ của nhóc bỏ chạy, Kazuma cũng vội vàng đuổi theo cái mũ của em trai quý tử. Con khỉ chạy không bao xa cũng dừng lại, thanh niên Kazuma nhanh chân lội qua sông, chạy thế nào chừa chân ngã dập cả mông. Kazuma không ngừng nghỉ, vẫn đứng dậy đuổi theo, quyết tâm chinh phục con khỉ rách này. Khỉ leo cây thanh niên cũng leo, đến lúc nó thả cái mũ xuống, Kazuma cũng bất chấp thả tay để chụp lấy. Kết quả là Kazuma té từ trên cây xuống, mặt mũi tèm lem, đã vậy còn không biết đây là đâu. Còn may là mới đang lang thang một tí, Kazuma gặp được một nhỏ vô cùng xinh đẹp, đó chính là Ui Nakatsugawa. Ui đang trên đường đi hải nấm về ăn cơm, nhỏ chỉ đường cho Kazuma về lại đường lớn. Ui đi trước, nhảy tung tăng qua mấy tảng đá trên suối, Kazuma bắt trước nhảy theo, đang nhảy, thanh niên bất chợt cảm thấy quen thuộc, thế là té luôn vào môi Ui, đúng là ra thành phố cơ hội thì khỏi phải bàn, nhỏ bạn Ibuki Hinata của Ui đúng lúc xuất hiện, cho thanh niên ăn ngay một đạp vào mặt, nếu không phải Ui đứng ra giải thích thì Kazuma khó có ngày về, được hai nhỏ chỉ đường, Kazuma nhanh chóng trở lại trạm xe buýt với Ayumu, hai anh em cùng nhau về lại nhà cũ, nơi đây giờ đã bự hơn xưa gấp nhiều lần, cả hai vừa đi vào đã được Senka, chủ nhân nơi đây ra đón tiếp. Senka cũng đã được alo nhờ vả chăm sóc hai anh em này nên mới biết mà sắp xếp đến phòng xong xuôi hai anh em đường xa còn thêm kazuma nhếch nhác thế là dắt nhau đi tắm kazuma mở cửa phòng thì gặp ngay một em gái tóc vàng đáng yêu kazuma vội quay lưng bỏ chạy thì đâm luôn và Senka đang bê đồ, té ngửa ra sau. Đúng là quả báo đến sớm, rồi giờ ngồi trong phòng khóc thút thít. Khóc đã đời, đến giờ ăn, Kazuma vẫn cứ vui vẻ ra ăn đúng bữa, còn bị Senka bịa chuyện, bữa tối là sushi, khiến thanh niên hết cả hồn. Đến tối, Kazuma đang mải nghĩ về chuyện đi tắm lúc sáng, thì Ajumu ôm gối xuất hiện, nhóc này không ngủ được nên muốn ngủ cùng anh trai. Một đêm không mộng, sáng hôm sau, tesumuji nhỏ đã làm thêm ở khách sạn sau thời gian này khá lâu chịu trách nhiệm dắt hai thanh niên thành phố này đến trường được nửa đường thì đến chỗ Ayumu, cần tách ra để đến trường sơ chung theo chỉ dẫn của Tesumuji, Còn Kazuma dĩ nhiên đi cùng Tesumuji. Ở trường, Ui còn đang ngẩn ngơ nhớ về nụ hôn ngày hôm qua bị Ibuki cam giam thì chuồng vào lớp gieo lên. Kazuma nhập học vào ngay đúng lớp của Ui, đúng là trùng hợp không tưởng để bắt đầu cho chuỗi ngày xây dựng dàn harem của Kazuma. Vừa thấy Kazuma, Ibuki bắt đầu chửi ầm lên không ngán ai. Dù cô giáo có can thì nhỏ cũng kệ. Ui có can nhỏ cũng kệ luôn, quyết tâm chửi Kazuma cho hạ dạ. Daigo là bạn cùng lớp của Kazuma, còn là con của cô giáo chủ nhiệm, cũng góp vui khiến mẹ tức giận. Thế là hai mẹ con có ngay màn con bát phần bay cực chuyên nghiệp và nguy hiểm, các bạn không nên thử ở nhà. Sau màn tự giới thiệu đầy sóng gió, Kazuma cũng được về chỗ và chỗ ngồi của thanh niên lại ngay gần ui khiến Ibuki ngứa máu. Giờ ra chơi đến, cũng bị các bạn về quanh, đa số là nữ, đến hỏi đáp cùng thanh niên. Quanh đi quẩn lại, Ibuki lại hiện Kazuma lần nữa, lần này thanh niên không chịu nổi. Thế là cả hai con bát với nhau, ngay trước mặt ông thầy giáo thấm thoát giờ ra chơi thứ hai lại đến lần này Kajuma đi chung với daigo mua thức ăn về lớp thì được ui gọi ngồi cùng kazuma cũng sốc khi thấy ui lôi ra hộp cơm bự còn thêm một hộp đồ ăn dù ibuki không nói đã đi đâu nhưng ui đoán nhỏ lên sân thượng ngắm cảnh và la hét mỗi khi có chuyện phiền lòng ra về ibuki ui rủ Kajuma và daigo cùng đi dạo kazuma tiện thể rủ luôn tesumuji đi cùng ra đến cổng sen ba tesumuji xinh đẹp đợi sẵn bây giờ cả nhóm lên đường cùng nhau đi đón em trai ayumu của Kajuma. Nhìn Kazuma lo lắng cho em trai yêu dấu sẽ không tìm được đường, thì Tetsumuji bật cười. Senpai bảo, thanh niên bớt lo đi vì nhỏ đã sắp xếp người đi cùng Ayumu rồi. Ayumu nhanh chóng đến nơi đi cùng với một nhóc, là một cô bé vô cùng kawaii, tóc xanh dương. Đó chính là Kasane, em gái của Tetsumuji. Hai nhỏ Ui, Ibuki, thanh niên Daigo, thấy Ayumu thì rất bất ngờ. Vì nhìn anh em nhà này chẳng liên quan gì đến nhau, ba đứa tụm lại, bắt đầu sầm gì, khiến thanh niên phải hết lên giải thích đây là em trai ruột của mình. Trên đường đi, Muji nhìn bước chân của Kazuma ngắn lại khi đi cùng em trai mà phì cười vì sự ga lăng của thanh niên. Đến huyện đầu tiên là giới thiệu Kazuma và Ajumu, cửa hàng 24 giờ ở đây rồi sau đó cả đám kéo nhau và tạp hóa mua bánh kẹo. Ayumu loá mắt với đám bánh kẹo đa dạng ở đây, còn Ui thì thấu luôn một bao toàn kem phô mát, nhỏ này ăn đúng là khỏe. Trên đường đi, Tetsu và các thanh niên thay phiên giải thích cho Ayumu các truyền thống ở đây như việc treo bánh đỏ, báo hiệu hôm nay có rượu sake ngon bá cháy. Kasane cũng nhanh chóng gia nhập, nhỏ giới thiệu các cửa hàng khắp khu phố cho hai anh em, còn tặng kèm mấy câu chuyện cãi nhau của chủ tiệm mà nhỏ học được. Đi mệt rồi, cả nhóm đứng lại bên cầu nghỉ ngơi, nhìn ngắm ngọn núi đôi phía xa của Ui, nổi hứng muốn lên đó ui kể luôn về truyền thuyết ngọn núi này cho hai anh em trước đây có đôi nam nữ trông coi ngọn núi nhưng đôi này chỉ lo yêu không lo làm Thế lại bị thượng đế chia cắt nên bây giờ ngọn núi mới bị tách làm đôi. Dân ở đây thường tổ chức lễ hội vào mùa thu nên trên ngọn núi đôi, sau đó thả thuyền dọc theo sông mà nó chạy được lên núi nghĩa là ước nguyện được ưng thuận. Kể xong câu chuyện, ui bắt đầu dắt mọi người đến đền Kotama cùng nằm trên núi, cầu thang lên đền cực dài, ui thừa năng lượng chạy vọt lên. Kajuma không chịu thua kém, đuổi sát theo sau. Kajuma chiến thắng sát sao với thời gian cách nhau vài phút ui vừa lên trong khi kajuma còn đang bận thở madoka sau khi nghe kajuma giới thiệu thì sốc rớt cả trổi rồi nhỏ lật đật bỏ chạy để lại ui không hiểu chuyện gì cả nhóm vừa leo hết lên tới thì bắt đầu bàn nhau leo xuống đến cửa hàng bách bít ăn kem nói chung là cả nhóm dắt nhau đến đó luôn ăn xong kajuma thấy ui dính kem trên miệng thì lau cho nhỏ vô tình khiến ui nhớ lại ký ức lúc nhỏ thế là buột miệng gọi thanh niên là oni chan khiến ai cũng bất ngờ madoka đang ngủ thì mơ về giấc mơ lúc còn bé thì ra cô bé từng chơi rất thân với kazuma lúc nhỏ chính là madoka bên này senka đảm nhận vai trò bảo mẫu đến gọi hai anh em nhà kazuma rời dương thì nghe được câu chuyện dựng đứng lên mỗi sáng và giúp đỡ nhau từ ngoài cửa senka vội vàng mở cửa và hét lên để ngăn câu chuyện này trả qua bữa sáng bất ổn cả hai cùng nhau tới trường trên đường đi đầu tiên là daigo xuất hiện khoác lấy vai kazuma đi đến ngã rẽ sang trường ajumu kazuma lưu luyến đứng nhìn lên khi thằng em trai khuất bóng mới đi tiếp chưa được bao xa ibuki và u xuất hiện Ibuki vừa thấy thanh niên Kazuma là bắt đầu khó chịu. Kazuma cảm giác bị ai đó theo đuôi nhưng không thể ai nên nghĩ có lẽ mình nhầm. Đến trường ăn sáng, Ui lại lôi ra giò đựng hộp bento khổng lồ của mình, còn Kazuma và Daigo thì xuống căng tim mua bánh mì. Lần này Kazuma lại cảm giác bị theo dõi và lần này thanh niên thấy được một nhỏ tóc xanh đang nhìn vào mình. Một ngày học cứ thế nhanh chóng trôi qua, giờ ra về vừa xuống cầu thang, Kazuma nhìn thấy nhỏ tóc xanh lần nữa. Lần này thanh niên vứt luôn cặp cho Daigo và đuổi theo. Vừa lao xuống thì ngay chúng Madoka đang đi ngược lại. Kazuma đặt tay lên vai con gái nhà người ta luôn, khiến nhỏ ngại đỏ mặt, ứa cả nước mắt. Đến thế thanh niên còn không chịu bỏ tay ra, thế là Madoka cho một quật, nằm ngay đơ, còn Madoka vội vàng xin lỗi bỏ đi. Kazuma ăn ngay một đòn này, thì vào luôn phòng y tế nằm dáng salon phát. Tezumuji cũng đến xem tình hình của thanh niên. Theo lời kể của Tezumuji, thì ông Madoka rất nghiêm khắc, cũng chính là người dạy võ cho nhỏ. Sáng hôm sau là chủ nhật, Ayumu dậy sớm đi vẽ tranh, còn thanh niên Kajuma thì nướng đến tận trưa. Đến khi Kajuma lết xác xuống dưới thì gặp ngay Senka đang đứng chờ sẵn, phê bình thanh niên không nên lười biếng như thế, đuổi luôn thanh niên ra ngoài. Kajuma ra đường thì cũng không biết đi đâu, vươn vai một cái, cũng bị vết thương ngày hôm qua cho rụt lại cả người. Nghĩ đến cú ăn đau ngày hôm qua, Kazuma quyết định đến thẳng tìm Madoka. Đến nơi, Madoka thấy thanh niên thì quay lưng tính chạy luôn. Kazuma vội vàng gập 90 độ xin lỗi, cả hai cứ thế gập người cho nhau. Ngồi xuống nói chuyện, Madoka cũng giải thích chỉ là phản xạ thôi. Loanh quanh, nhỏ lại hỏi Kazuma về lời đồn, thanh niên dở cho với Ui trên núi. Dù Kazuma giải thích là tai nạn, nhưng khi nghe thanh niên xác nhận đã môi chạm môi với Ui, thì Madoka chảy luôn nước mắt. Nhỏ tóc xanh theo dõi Kazuma mấy ngày hôm nay, đang núp trên cây cũng không chịu nổi. Nhỏ bắn hạt vào đầu của Kazuma, rồi xuất hiện tự giới thiệu. Nhỏ chính là tô Kojori. Kojori tự xưng là hiện thân công lý đến phán xét kajuma vì đã dở trò với ui giờ còn làm madoka khóc dù madoka đứng ra giải thích thì cũng không cứu được thanh niên Kojori tấn công liên tục bằng cơn mưa hạt vào đầu thanh niên cuối cùng để tình madoka nhỏ bỏ qua cho kajuma bắt bọn họ nhắm mắt lại để nhỏ đi ra này biến mất hôm sau tan học ui lại rủ mọi người đi chơi thì ibuki bận đến câu lạc bộ còn Daigo phải đi học thêm chỉ có mỗi kajuma đang đi thì gặp ayumu nhìn mặt nhóc ửng đỏ, Kajuma ghé mặt và kiểm tra, thấy nóng hôi hổi thì Kajuma quyết định cong Ayumu để nhanh chóng đưa nhóc về nhà. Kajuma đưa nhóc về phòng, đắp chăn uống thuốc, trường khăn xong xuôi, mới quay lại phòng có ui ngồi đợi sen cavo tình mở cửa thấy ui thì hơi bất ngờ liền đem bánh nước lên cho cả hai rồi lén trốn ra ngoài cửa nghe trộm tiếc là kazuma phát hiện ra cô quay vào phòng ui vẫn đang mải mê với đam mê ăn uống của mình hai thanh niên kazuma và daigo đã đuổi dỡn trên hành lang kết quả là kazuma té luôn vào một nhỏ đang đi đến cú té làm nhỏ văng mất chiếc điện thoại trên tay kazuma tiện tay nhà giúp nhỏ vội vàng lấy lại nhìn vẻ hốt hoảng của nhỏ có vẻ như đang giấu gì đó trong điện thoại daigo chờ người ta đi mới vội chạy lại khoác vai Kajuma, thì gia nhỏ là Hina Saika, con gái chủ tiệm rượu và độ nội không kém gì Tesumuji. Lúc này, Saka đi ra ngoài hành lang mới ôm mặt ngượng ngùng. Trong giờ ăn, Daigo nhắc về cuộc thi điển kinh sắp tới của trường. Ui cũng nhanh chóng tham gia vì nhỏ chính là đại diện của cửa hàng Bách bay Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Kazuma, mọi người giải thích cho thanh niên rằng ở đây cuộc thi điển kinh sẽ là giữa các cửa hàng với nhau. Mỗi cửa hàng sẽ chọn một người làm đại diện cho mình để tham gia. Nhỏ Ui cống hiến nhiều cho Bách bay đến nỗi giờ được chọn là đại diện cửa hàng luôn. Kazuma vừa về nhà, đã bị Senka chờ ngay cửa chụp lại thanh niên chính là người được chọn đại diện cho khách sạn nhà này. Senka bắt đầu huấn luyện thanh niên với bài lau cửa kính. Đến khi thanh niên làm xong mới biết là bị lừa lao động, Senka đưa Kazuma đến bài tập thực sự. Đó chính là đập tay vào chảo cát nóng đến khi sưng cả tay lên. Kazuma chán nản với bài tập không liên quan gì, bỏ ra ngoài chạy bộ. Trên đường chạy, Kazuma để ý một bịch đồ được đặt dưới gốc cây, chưa kịp làm gì. Đã nghe tiếng Kozori từ trên lầu vọng xuống, thì ra nhỏ leo lên cây để giải cứu một bé mèo. Lo luyên thuyên, cô Jory ngã xuống, Kazuma vội vàng lại đỡ. Kết quả thanh niên bị cô Jory ngồi luôn lên mặt, giải cứu bé mèo xong xuôi, cô Jory sách bị đồ lên. Kazuma không biết làm gì cũng đi cùng, nhỏ cực kỳ cảnh giác vì cứ cảm thấy thanh niên này đang âm mưu nuốt bịch đồ. Đây là bịch đồ của cô Jory đi chợ cùng với ông Genji. Ông đã già, vợ mất, con cái cũng không sống cùng ông, đến nơi ông Genji nhầm lẫn Kazuma là bạn trai của Kozuri, khiến nhỏ hét ầm lên, tâm sự một hồi, Genji khá lo lắng cho cháu Keta của ông sắp làm phẫu thuật, nhưng lực bất tòng tâm, Kozuri nhanh chóng xung phong giúp đỡ ông ấy đi tìm xem cháu trai của Keta ở nhà Sakai sau khi tắm xong, đi ra nhìn thấy chiếc móc khóa trên điện thoại thì lại nhớ về lời khen của Kazuma mà bấn loạn tiếp. Lạ một ngày chủ nhật, thanh niên Kazuma lại ngủ nướng, bị Senkai nhắc nhở thì thanh niên kiếm cớ ra ngoài tập luyện. Trên đường chạy, Kazuma gặp Ibuki, nhỏ không tham gia cuộc thi điền kinh nhưng cũng đang luyện tập cho cuộc thi bắn cung của mình. Kazuma mới hỏi thăm đền Ui thì bị nhỏ cho ngay một đạp vài chân rồi mới nhận được thông tin Ui cũng tập luyện nhưng mà luyện cơ nhai. Kazuma lên đường, tình cờ gặp Sakai cũng đang mặc bộ đồ thể thao nhưng lại đừng ôm gấu bông bỏ rơi. Saka nhìn thấy Kazuma thì bất ngờ rất luôn gấu. Thanh niên tử tế nhặt lên cho nhỏ, còn tiện thể nói lời xin lỗi vụ lần trước, khiến Saka ngượng ngùng. Chạy một đoạn nữa thì đến cầu thang lên đền. Kazuma không ngần ngại, phóng thẳng lên gặp Madoka đang quét sân. Nhìn thấy thanh niên Madoka đã đỡ ngại ngùng hơn, cả hai ngồi xuống nói chuyện. Madoka tiết lộ, Kazuma biết người chiến thắng trong cuộc thi Điền Kinh sẽ được chọn đóng vai thần nam trong cặp thần nam nữ trên núi đôi lúc lễ hội nhỏ tiết lộ nghi thức của lễ hội cho thanh niên nghe vị thần sẽ cầm các cuộn giấy được viết bởi các cô gái trông coi đền đến gặp vị thần còn lại để cùng nhau ban bình an cho người dân những tiếng pháo hoa được vang lên dưới sân vận động kazuma cùng các thí sinh khác tập hợp đông đảo tesumuji và sakai lên đại diện đọc lời thề tuyên thệ giới thiệu đội trưởng đội trắng và đội đỏ rồi tuyên bố bắt đầu cuộc chơi và anh tuyên bố cuộc thi đầu tiên là vua ăn bánh mì bắt đầu vừa nghe hiệu lệnh ui chạy nhanh lên phía trước bật cao nhắm thẳng chiếc bánh và giành phần thắng đầu tiên. Modoko vẫn cố lấy bánh với tâm hồn căng tròn đẫy đà của mình. Mấy đứa con trai cũng tranh thủ luôn và bị mất tập trung nên cô lấy được bánh. Tiếp theo là chạy nước rút 100m. Sakai là ứng viên sáng giá. Tiếng súng vừa bắn lên, được mấy giây, cô đã về đích trong khi Tezumuji nghiêng ngả ở cầu thăng băng. Ở phần thi cho học sinh cấp 2, Ayumu đang đi nhặt cầu. Kazuma cũng dáng cổ vũ cho em nhặt cho vui. Kajuma lang thang nãy giờ, cuối cùng đến lượt thanh niên thi, thanh niên được bốc trúng là thăm ngực bự, ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng thanh niên quả quyết ra tay Madoka, dĩ nhiên nhỏ là một phát hất văng thanh niên ra xa. Ibuki cũng đến phần thi của mình, nhưng do mà nhìn thanh niên Kazuma, nhỏ xạ thủ trượt luôn mũi đầu tiên, nhỏ tức giận, Lần này tưởng tượng luôn, mặt thanh niên kia là bia, ngắm một phát thẳng tâm, khiến Kazuma hơi nhột. Nghỉ giữa giờ ăn trưa, mẹ ui đến mang theo rất nhiều đồ ăn. Vừa thấy Kazuma, bà nhận xét, thanh niên nhìn cực kỳ giống anh trai của ui, còn trêu chọc Ayumu rằng, ui có lẽ đang la liếm anh trai nhóc. U lúc này không bận tâm lắm chỉ để ý đến đồ ăn senka cũng đến mang theo bên tôi cho hai anh em hai nhà cùng nhau ngồi dùng bữa đồ ăn mẹ ui làm quả nhiên phong phú cuộc thi điền kinh quan trọng nhất cuối cùng cũng đến ajumu đứng dậy cổ vũ nhiệt tình cho anh trai kazuma nhanh chóng lao đến trước mặt ajumu hỏi ai làm em ajumu khai ngay daigo cứ tưởng daigo ăn đầm đến nơi thì bất ngờ thanh niên kazuma cho luôn một like có vẻ thanh niên vô cùng thích em trai trong bộ đồ này cuộc thi điền kinh chính thức bắt đầu mc daigo liên lạc với kasane thì ra nhỏ là phóng viên thường trực tại trạm dừng chân, Kasane tiết lộ thử thách đầu tiên chính là ăn hết 30 chén chè tại đây. Đây có vẻ không phải thử thách mới mẻ. Ông chủ bách bai cho Ui luyện tập ăn bát mì khổng lồ cũng vì lý do này. Ui với sự luyện tập, nhanh chóng nuốt xong khẩu phần ăn rồi lên đường. Đến thử thách tiếp theo, chính là bắt lươn. Kazuma lê đến nơi, thì nơi đây không khác gì bể bơi thác loạn của đám lươn số hưởng. Cho này có thể làm khó ai, chứ không thể làm khó ninja Kojori. Nhỏ nhanh chóng tùm lấy mấy đầu con này lên đường. Thử thách 3 chính là bốc thăm trang phục hóa trang. Cô Zuri bốc được trang phục cô dâu rồi lên đường, đuổi theo ngay sau đó là Ui. Bốc được bộ chim cánh cụt đáng yêu nhưng khá công kênh. Bất ngờ, Sakai trong bộ sườn xám lỡ va vào sự đáng yêu của chim cánh cụt. Mang sự đuổi của hai nhỏ bắt đầu, Kazuma bốc được một bộ đồ chú rể khá là ngon cơm. Đang chạy trên đường, thanh niên nhìn thấy cô Jori mang đôi quốc cô dâu chẹo chân ở đằng trước. Cô Zuri vẫn quyết tâm chiến thắng cho bằng được vì lời hứa với kê tai trong bệnh viện. Không còn cách nào khác, Kazuma bốc nhỏ lên chạy luôn, vì Koyori được ôm từ phía trước nên trở thành người giành chiến thắng. Đứng trên bục nhận giải, nhỏ không ngừng nắn nhủ em trai kê tai, hãy cố lên, chống lại bệnh tật nhé. Một buổi chiều ta, Madoka lại đến bên bờ suối, nơi lúc nhỏ cùng Kazuma chơi đùa để kỷ niệm. Kỳ thi giữa kỳ sắp tới đít, còn thanh niên Kazuma thì không biết gì, thậm chí là còn không biết sắp thi. Ui vì sợ phải học hè, nếu thi trượt nên năn nỉ Ibuki kèm cặp cho mình. Kazuma cũng chen lời, Ibuki đỏ mặt, nhận mình là một chú thiên Nga hoàn mỹ, thì Dai từ đâu chen vào, trêu chọc nhỏ. Bữa nhân Daigo đúng là không biết trời cao đất dày, dám trêu chọc Ibuki. Cả nhóm bàn bạc thì quyết định đến nhà nghỉ của Kazuma học nhóm. Senkai cũng vui vẻ đồng ý. Ngày học nhóm cũng đến, Tesumuji được mời đến để kèm cho thanh niên năm nhất. Còn có cả Sakai Senpai đến muộn hơn, đông đủ, cả nhóm bắt đầu nghiêm túc học tập, kèm cặp cho nhau, loay hoay chưa gì đến tối, bụng cũng kêu ọt ọt. Trong lúc Senkai chuẩn bị đồ ăn thì cả bọn kéo nhau đi tắm, mọi người tận hưởng các tiện ích của khách sạn từ ghế massage đến bóng bàn trong nhà kazuma và ui đang ngồi ngoài hiên thì ajumu đến rủ hai người cùng đi ngắm đom đóm bên bờ sông nhưng ui từ chối thì ra trước đây lúc anh trai yêu dấu của nhỏ phải lấy vợ nhỏ không thể chấp nhận được nên bỏ chạy ở buổi ra mát ngồi một mình trên đỉnh núi ibuki đã đến an ủi ngồi cùng nhỏ nguyên ngày đến khi ui thông suốt ui trở về nhà tìm anh trai thì được tin anh trai ở bên sông ngắm đom đóm chạy ra ăn ngay quả cơm chó chất lượng từ anh chị từ đó nhỏ không thể nào vui nổi dù trong đám cưới anh chị và cũng ghét luôn đi ngắm đom đóm ui đáng thơ thần thì tesu đang nhờ nhỏ kêu gọi mọi người quay trở lại hết giờ giải lao cả đám lại ngồi vào bàn học nhưng mà chưa được bao lâu cô jory nhảy nhót cả buổi mệt mỏi ngủ gục trên bàn thế là đành dọn dẹp đi ngủ đương nhiên ngủ thì cũng tách riêng nam nữ Kasane mặc bộ đồ ngủ đáng yêu khiến sakai không kìm được cơn bấn loạn đài vô bên này không chấp nhận được việc ngủ cùng Kazuma mà cứ mãi mơ mộng về tâm hồn căng tròn và áo ngủ trễ vai của các chị em. Thanh niên vừa mở cửa, vừa tính thực hiện âm mưu đêm khuya thì bị Senkai cùng cây trổi chứa sẵn ở ngoài bắt được. Kazuma ồn ào không ngủ được, đành đứng lên đi vệ sinh thì bắt gặp Ui, cả hai lại ra hiền ngồi. Kazuma mang cơm nắm, được để dành sẵn cho Ui ra. Modoko tỉnh dậy, không thấy Ui đâu. Nhìn ra cửa thì thấy Ui và Kazuma đang ngắm trăng cùng nhau, nhỏ có vẻ hơi tổn thương. Sau bao công sức ôn tập, cả nhóm vượt qua kỳ thi khá thuận lợi. Để ăn mừng, Daigo lên kế hoạch cho cả bọn cùng nhau lên thị trấn chơi. Tiếc là Ibuki bận tham gia câu lạc bộ, còn Ajumu có hẹn với nhóm bạn. Cả nhóm học thêm lại đi cùng nhau, cả bọn kéo nhau vào khu trò chơi. Mọi người đều chọn trò chơi mình thích, rồi chơi hăng say. Được một lúc, Thánh Daigo lại kéo Kazuma đi chơi trò cởi quần áo. Vượt qua bao nhiêu ải, cuối cùng còn lớp vải cuối cùng. Mấy thanh niên bị đám con gái nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Kazuma chuyển qua chơi gấp thú, đưa con giống trên móc khóa của Senkai nhưng lại là màu đỏ hồng, hàng hiếm siêu phẩm. Gặp xe ở cửa nhà vệ sinh, nhỏ chưa kịp lấy can đảm xin lỗi Kazuma thì thanh niên tặng nhỏ con gấu vừa gắp được. Xe rất vui đỏ cả mặt, cả nhóm kéo nhau vào phòng karaoke. Nhỏ ui lại băn khoăn về menu của quán hơn là ca hát. Kazuma gợi ý món bánh mì mật ong tuyệt hảo, quảng cáo đến nỗi Madoka cũng chìm đắm theo lời thanh niên. Món bánh mì mật ong được đưa lên, mọi người cùng ăn chơi khá vui vẻ. Bên này Ibuki có vẻ không được vui lắm, nhỏ liên tục bắn trượt khiến hội trưởng phải cam giam, một ngày kết thúc ai về nhà nấy. Hôm sau trên đường đi học, Kajuma mệt mỏi vì kết quả thi trượt hai môn của mình. Daigo, con giáo viên cũng đi liền ba môn, nhỏ Ui cũng không khá hơn, nhóm bạn cùng đến an ủi lẫn nhau, Ui còn kể rằng Ibuki không hề dơ môn nào, dù có phải tham gia câu lạc bộ khá căng, làm ai cũng ghen tị. Kỳ thi bắn cung của Ibuki cũng đến nơi, mọi người đều đón xe cổ vũ cho nhỏ. Dù đường khá xa, khiến Ibuki vô cùng bất ngờ. Nhìn mọi người vui vẻ, nhỏ cũng trêu chọc ayumu về bộ đồ nhóc mặc trong hội thao lần trước nếu bây giờ mặc nhỏ sẽ rất vui cuộc thi bắt đầu dù nhìn ibuki không có chuyện gì nhưng ui thân thiết với nhỏ nhanh chóng nhận ra nhỏ này không ổn chút nào cuộc thi kết thúc với kết quả trượt của ibuki nhỏ biến mất không thể tăm hơi điện thoại của ibuki tắt máy mọi người chia nhau đi tìm nhỏ trên đường mòn đi cùng ayumu kajuma bất ngờ nghĩ đến điều gì đó thanh niên hỏi ayumu về nơi nhóc nhắc đến có thể ngắm cả thị trấn ở đâu kajuma chạy đến thì y như rằng ibuki đang ngồi trầm cảm ở đó một phút yếu lòng ibuki tâm sự với kajuma nhỏ học hẳn bắn cung từ nhỏ kết quả bắn hụt gần đây khiến nhỏ lo lắng lúc đó ibuki nghĩ mãi nếu mình bắn hụt sẽ ra sao đây về nhà ăn đòn mất thế mà cuối cùng vẫn trượt. Kazuma nghe không biết làm sao, chỉ có thể dẫn đầu hét lên để Ibuki cùng hét, giải tỏa áp lực và sợ hãi trong lòng. Trên đường trở về, sau khi la hết phá làng phá xóm xong xuôi, Ibuki dặn dò Kazuma đừng tiết lộ chuyện hôm nay cho ai. Đi một đoạn thì gặp Ui cũng đang chạy lên, nhỏ cũng nghĩ Ibuki ở đây. Mùa hè đến, Kazuma rủ mọi người cùng nhau đi tắm biển, xe cai bận học. Dù Tesumuji dù ở lại uống nước một chút, cũng không thấy. Ấy vậy mà vẫn tham gia chuyến đi lần này để xin lỗi Kazuma. Đến bãi biển, mọi mọi người đều thay bộ đồ tắm kazuma và daigo được một phen đã bát Kazuma giúp Madoka đuổi pha bơi dù cả đám kéo nhau xuống biển chơi bắn súng nước. Trong lúc mọi người tung tăng dưới nước, Ibuki và Ajumu đang chơi đào đường hầm trên bờ. Kazuma thấy vậy, lên rủ nhỏ xuống cùng thì Ibuki nhất quyết không đồng ý. Ajumu định tiết lộ lý do thì bị nhỏ nhào tới ôm chầm lấy. Dù không nói, Kazuma cũng đoán ra được ui lên bờ, lấy bóp đi mua đá bao thì gặp Tezumuji đang ngồi canh đồ. Nhỏ cũng rủ Tezumuji cùng đi ăn. Đến khi ui bưng ra hai ly đá bao về, chỉ còn mỗi Madoka ngồi ở đó nên nhỏ chia cho Madoka luôn. Madoka lưỡng lự, cuối cùng cũng hỏi Ui về tình cảm nhỏ dành cho Kazuma. Thì nhận được câu trả lời yêu thích Kazuma từ Ui, nhưng đó chỉ là yêu thích như anh trai, vì Kazuma giống hiện anh trai Ui. Tetsumuji cuối cùng cũng trở lại, với quả dưa hấu căng tròn trên tay. Cả bọn kéo nhau lên bờ, chơi cho bịt mắt đập dưa. Đến lượt Ibuki tham gia trò chơi, dù bịt mắt, nhỏ vẫn chuẩn xác đập vào vị trí của Kazuma. May mà thanh niên kịp né tránh. Đến lượt Ui, dựa vào kinh nghiệm đánh hơi của thực thân nhỏ nhanh chóng tìm đến vị trí quả dưa hấu rồi bổ nó làm đôi chuyển qua chơi bóng truyền thì ajumu đã mệt sakai thì không thấy đâu ajumu ngồi cùng tesumuji tâm sự muốn làm anh trai kajuma vui và nhóc luôn cảm thấy có lỗi vì nhóc mà kajuma chịu khổ tesumuji an ủi ajumu rồi cả hai cùng nói về tình yêu dành cho miền quê này dù mới đến nhưng ajumu rất yêu sự yên bình nơi đây kajuma đi tìm sakai thì phát hiện bà chị này đang ngồi trêu chọc con san hô đáng yêu sakai nhân cơ hội chỉ có hai người xin lỗi kajuma thành công nhưng thanh niên lại không biết sakai xin lỗi vì chuyện gì cuối ngày mọi người cũng phải trở về nhà trên đường trở về ui hỏi ibuki về việc dạo này nhỏ và kajuma có vẻ thân thiết hơn khiến nhỏ có chút ngại ngùng Ui đang thưởng thức ly kem khổng lồ trong bách bai thì bất ngờ cảm giác ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Nhìn sang thì đó là Sakai đang nhìn từ bên ngoài cửa kính. Thấy Ui phát hiện ra thì nhỏ cũng bỏ đi luôn. Kazuma đang đi trên đường. Bắt gặp Sakai đang ngồi ủ rũ trong công viên. Lại chào hỏi thì phát hiện Sakai ngất xỉu. Ra là nhỏ lạ đi vì đói. Kazuma mua rất nhiều đồ ăn cho Sakai. Đang tám chuyện về việc Kazuma thích những cô gái ăn nhiều, thì thanh niên chuyển hướng sang hỏi Sakai sao lại ra nông nỗi này. Thì ra, nhỏ cãi nhau về bố ra, giờ chỉ có thể lang thang ngoài đường. Kazuma cũng không giúp được gì, vì dù sao, thanh niên cũng đang ở kế trong khách sạn nhà người ta. Nhìn bóng lưng ủ rũ rời đi của Sakai, Kazuma mềm lòng. Nhưng lúc không có ai, thanh niên đưa Sakai vào phòng của mình. Đến giờ ăn, vì Sakai mới quất một đống đồ ăn nên bây giờ nhỏ cũng không đói lắm. Thanh niên Kazuma ăn xong quay trở lại thì đúng lúc Sakai vừa tắm xong đang mặc đồ. Thanh niên giả vờ bị con ong thu hút, không nhìn thấy gì. Sakai vội vàng mặc đồ, cuối cùng để quên áo ngực màu hồng. Ăn xong lại đến ngủ nhưng phòng Kazuma chỉ có một bộ chăn gối. Đôi co dành nhau nằm đất giữa Sakai và Kazuma diễn ra. Cuối cùng Sakai trải ngang tấm nệm và gấp khăn lại thành một cái gối nữa để cả hai cùng nằm. Trước khi đi ngủ, Sakai và Kazuma cùng nhau tâm sự. Thì ra lý do Sakai bỏ nhà đi là vì nhỏ muốn lên Tokyo học đại học. Còn ông bố chủ tiệm rượu sợ nhỏ sẽ bỏ luôn cơ nghiệp gia truyền. Sakai dị ứng với rượu, nhưng không có nghĩa nhỏ ghét nghề nhà mình. Sakai đã định sẵn sẽ học kinh doanh để đưa rượu nhà mình lên một tầm cao mới, vươn xa khắp Nhật Bản. Tâm sự xong xuôi thì đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kayuma vừa tỉnh dậy, đã thấy Sakai cuốn chặt lấy mình. Senkai đến gọi Kazuma dậy cũng thấy, bị bắt quả tang, cả hai giải thích với Senkai mọi chuyện. Nhìn tình hình khó khăn của Senkai, Senkai cũng muốn giúp đỡ cô bé, nhưng không ai ở đây mà không làm việc cả. Senkai làm việc ở đây thì được ở lại và ăn uống, vì Tesumuji tạm thời vắng mặt nên Kazuma cũng phải đi làm. Cả hai dọn dẹp thì ba của Sakai đến, vừa đến đã muốn lôi Sakai về nhà. Thanh niên Kazuma thấy vậy, vội lao đến ngăn cản và nói cho ông biết. Chính vì ông cứ hung hăng nên Sakai không có cơ hội cho ông biết suy nghĩ của nhỏ. Senkai cũng đến và quyết không để ai mang khách hàng xe cai của mình đi. Ông bố của Senkai cũng chỉ đành về nhà. Senkai cũng gọi điện cho mẹ thì được tiết lộ rằng thực ra bố rất vui khi biết suy nghĩ của xe Tuy nhiên, ông không dễ dàng chịu thua như vậy. Ông nhắn nhủ với xe thông báo rằng ông và Kazuma sẽ thi kéo co cùng nhau. Nếu như Kazuma thắng, Sakai muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu ông thắng thì phải trở về nhà. Ngày thi đến, Kazuma mặc bộ đồ truyền thống, kéo co vì cuộc thi diễn ra tại đền. Để góp vui cổ vũ cho anh trai. Ajumu cũng mặc bộ đồ truyền thống ấy cuộc thi bắt đầu ông bố đã kéo kajuma thẳng đến vạch cố hết sức thanh niên mới ngăn không để bản thân bị kéo qua nghĩ đến ước mơ của sakai thanh niên cố sức kéo dây bố sakai cũng nghĩ đến không muốn để đứa con gái bé bỏng xa mình mà cố sức cuối cùng vì quá cố ông bố vấp chân té còn Kazuma mất đà, ngã vào Sakai. Kazuma giành chiến thắng và Sakai có thể làm gì mình muốn. Bữa tối hôm đó, ba Sakai mãi không dùng ăn. Mẹ nhỏ giải thích, thật ra ông đã đồng ý nên mới cố ý ngã. Sakai lên phòng ôm trầm lấy bố từ phía sau, cả hai làm hòa với nhau. Ngày hôm ấy từ bên ngoài về, nhỏ thấy mọi người tụ tập trước cổng đền thì được ông Genji và hai người bạn tiết lộ là bố Sakai và Kazuma thi kéo co. Ba người còn đoán, Kazuma và bố Sakai thi đấu để tranh giành Sakai và Kazuma chiến thắng nên chắc kajuma và sakai sẽ kết hôn sớm thôi kể từ đó madoka tâm hồn như trên mây Kozori đến đền tìm nhỏ thì thấy cảnh này nhưng vẫn không hiểu gì. Kozori đánh đi tìm ông Genji hỏi về ngày thi kéo co hôm ấy thì lại được ông thông báo về đám cưới của Sekai và Kazuma. Kozori vội vàng chạy đến chỗ của Kazuma với mọi người đang học nhóm. Vừa xông vào, nhỏ đã hỏi thanh niên và Sakai sắp lấy nhau sao, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Kazuma không còn cách nào khác, đành kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện. Sau đó... Cô Jory vội vàng nói sẽ kể chuyện này cho Madoka để nhỏ không buồn nữa. Daigo nhạy bén, phát hiện ra điều bất thường và kết luận Madoka thích Kazuma. Nhỏ cô Jory nghe được chuyện này thì đỏ cả mặt. Hôm sau, Daigo lén hẹn mọi người ra quán cà phê muốn tác hợp cho Kazuma và Madoka. Ibuki dĩ nhiên không muốn tham gia. Khi bị kéo vào, nhỏ tức giận bỏ đi ui cũng nhanh chóng đuổi theo ibuki lần nữa ibuki hỏi ui về cảm giác với kajuma đến khi ui xác nhận là tình anh em lần này nhỏ mới yên lòng bên madoka kasane và kojori đã lên sẵn kế hoạch để madoka và kajuma hẹn hò với nhau họ cùng nhau hẹn đi chơi sau đó giả vờ có việc bận cuối cùng chỉ còn kajuma và madoka đi cùng nhau Tuy nhiên, Daigo và Kojori vẫn cải trang đi theo. Điểm hẹn lần này của hai người chính là công viên trò chơi. Đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Sau khi chơi xong, Madoka không ổn lắm, nhỏ muốn phi thăng luôn rồi. Tiếp đến là nhà ma, Madoka sợ hãi, ôm lấy Kazuma. Đến giờ ăn trưa, khi Madoka mang hộp bên tô nhỏ giấy công chuẩn bị, thanh niên Kazuma lại đi đến nhắc đến Ui. Madoka có chút trưởng lại nhưng nhanh chóng bỏ qua. Cuối ngày, bọn họ cùng nhau chơi trò chơi đu quay khổng lồ kazuma nhắc đến ui lần nữa khiến madoka thật sự hụt hẫng đi xuống từ đu quay không ai nói với ai lời nào daigo cho rằng đó là hội chứng ngại ngùng sau khi cả hai vừa hôn nhau điều này làm cho cô Zuri ngây thơ sợ xanh cả mặt và cho rằng họ phải lấy nhau trở về nhà madoka lấy mũ đội lúc nhỏ và một túi thơm ra nhìn ngắm hôm sau cả hai có hẹn với nhau lần nữa lần này là trên ngọn núi lúc nhỏ họ chơi cùng với nhau đến một con suối madoka nhảy qua trước và rủ kazuma nhảy cùng lúc sang đến nơi bất ngờ mũ của madoka bị gió thổi bay thanh niên liền nhặt lên đội cho nhỏ chính lúc này kazuma nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là cô bé năm xưa từng chơi cùng cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau khi kazuma hỏi vì sao nhỏ không nói thẳng ngay từ đầu thì madoka mới giải thích muốn kazuma tự nhớ lại không phải mình nhận hôm nay nhỏ cố tình rủ thanh niên đến đây Mặc lại bộ đồ giống lúc nhỏ để gợi ý cho Kazuma về khoảng thời gian lúc đó, Madoka cũng thừa nhận, nhỏ nghĩ có lẽ đã yêu Kazuma từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu tiên nhìn thấy Kazuma lao đến, nhỏ đã nhận ra thanh niên nhưng vì ngại ngùng nên đã bỏ chạy. Kazuma đứng lên, ôm chầm lấy Madoka như lúc còn nhỏ để nhỏ bớt ngượng. Hôm sau trên đường, Daigo liên tục trêu chọc Kazuma vì đã từ chối Madoka và cảm thấy thương tiếc cho nhỏ. Còn bên Ui và Ibuki, hai nhỏ đang bàn nhau về lễ hội sắp tới. Năm nay, Tezumi sẽ vào vai nữ thần, còn Kazuma dĩ nhiên là thần nam. Lễ hội này chính là cơ hội tốt nhất cho việc tỏ tình. Ui khi được Ibuki cổ vũ thì lại thừa nhận mình chỉ xem Kazuma là bạn. Ibuki đe dọa rằng Rõ ràng Kazuma không phải anh trai của ai, nếu Ui không giành lấy thì chính cả Ibuki cũng có thể cướp thanh niên, khiến Ui giật này cả mình. Hôm sau lại là một ngày chủ nhật, thanh niên Kazuma nướng đến tận trưa. Ibuki rủ thanh niên cùng lên trần chơi. Vì lần trước nhỏ bận luyện tập không đi được, thế là buổi hẹn hò cặp đôi cứ thế diễn ra. Hôm nay Ui có hẹn đến làm người mẫu cho Ajumu, nhưng dường như có hiểu lầm gì đó vì nhỏ đến nơi bắt đầu cởi đồ khiến Ayumu vô cùng hoảng loạn. Bên này, Kajuma và Ibuki đi chơi vô cùng vui vẻ. Cả hai còn vào phòng karaoke hát hò và gọi món bánh nướng mật ong. Bất ngờ, hai đứa này lại đi trúng ngày khuyến mãi cho cặp đôi của quán. Thế là hiểu nhầm thành một đôi, rồi còn được tặng thêm một ly nước. Quá đã. Bên này sau khi vẽ xong bức tranh, Ayumu và Ui ngồi lại tâm sự. Ajumu muốn vẽ bức tranh tặng Kazuma vì muốn làm anh trai vui vẻ. Trước đây mỗi lần tặng tranh cho Kazuma, thanh niên đều rất vui. Ui lại tâm sự với Ajumu, em trai ruột thịt của Kazuma rằng nhỏ cảm giác với Kazuma là anh trai. Bất ngờ, Tesumuji từ đầu xuất hiện và khẳng định chỉ có Ajumu là em của Kazuma, khiến nhỏ Ui sững sờ. Đến lúc ra về, Ajumu ngại ngùng nhắc lại lần nữa chuyện vẽ tranh. Ui đừng tiết lộ cho Kazuma vì nhóc muốn làm anh trai bất ngờ. Ui không nhịn được nữa mà hỏi Ayumu rằng có ổn không nếu nhỏ đã quên anh trai của nhóc. Ayumu thẳng thắn thừa nhận có chút tuổi thân nhưng mà Kazuma vui mừng, nhóc cũng vui theo. Ui lên đường về không ngừng nhớ lại cảm giác mất mát của nhỏ khi mà anh trai đi lấy vợ. Đó cũng là lý do nhỏ không muốn cướp Kazuma. Bên này, Kazuma và Ibuki đi chơi cả ngày cũng đã về, đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Tự nhiên Ibuki lại tỏ tình, khiến Kazuma sợ hết hôn. Kazuma chưa kịp trả lời nhỏ đã la lên là đùa đó đừng có tưởng thật nhé kazuma cũng vui vẻ đứng lên ra về đi được một đoạn thì thanh niên nhận ra gì đó rồi đâm đầu chạy lại chỗ ibuki kazuma gặp người xin lỗi nhỏ vì tưởng câu đùa lúc nãy là thật nhưng nước mắt em rơi trò chơi kết thúc ibuki chạy nước mắt cũng là lúc bầu trời đổ cơn mưa ibuki về nhà trong bộ quần áo ướt sũng đứng ngay trước cửa mà khóc với mẹ rằng còn ui sau khi suy nghĩ nửa ngày trong phòng tắm nhỏ cũng ra ngoài nhấc điện thoại gọi cho anh trai ui lần đầu tiên nói ra lời chúc mừng với anh trai của nhỏ khiến anh trai rất vui còn vui hơn nữa anh trai thông báo cho ui chị dâu của nhỏ mới mang thai khiến nhỏ rất vui sáng hôm sau ibuki dậy sớm đi học chạy lên đỉnh rồi hét to giải tỏa thất tình đầu đời rồi vui vẻ đi học trên đường đi ui chạy đến gọi nhỏ thông báo mình đã có cháu khiến ibuki cũng rất vui sáng sớm ăn sáng Kazuma được Senka thông báo mình vào vai vị nam thần thì bất ngờ cực độ. Trên đường đến trường, Daigo không ngừng ghen tị với Kazuma vì được đóng vai nam thần cực ngầu. Đến giờ ra về, Daigo tính rủ mọi người cùng nhau đi chơi thì bữa nay ai cũng bận khiến thanh niên sụp đổ. Nhưng chưa được bao lâu thì mẹ của thanh niên xuất hiện chơi trò sách tay cùng thanh niên cho đỡ chán. Kazuma theo chân Ui cùng nhau đến chỗ luyện tập cho lễ hội sắp tới. Trên đường đi, cả hai ngại ngùng không nói với nhau câu nào, mãi đến lúc Sakai bất ngờ xuất hiện ở giữa cũng không nhận ra. Xe cai gối hai thanh niên đang chìm đắm trong tình yêu, đi nhanh lên kéo trễ giờ. Đến nơi, nhìn Ui trong trang phục nữ tu khiến Kazuma vô cùng mê đắm, Ui cực kỳ ngại ngùng. Trong lúc Ui và các chị thay đồ, Muji đã hỏi nhỏ cùng với Kazuma, cãi nhau hay sao mà không ai nói với ai lời nào. Nhỏ mới giật mình nhận ra và thừa nhận là mình chỉ ngại ngùng thôi, vì trước giờ nghĩ cảm giác thoải mái bên cạnh Kazuma là tình anh em. Muji mới định nghĩa cho Ui biết đó chính là tình yêu. Bên ngoài, Sakia hỏi Kazuma sao không khen ui dễ thương nhìn mặt thanh niên ghi rõ như vậy mà khiến kazuma phụt nước trở về sau buổi luyện tập ui lại có băn khoăn mới về cái được gọi là tình yêu tesumuji bất ngờ gọi điện cho madoka dường như có âm mưu gì đó sau khi gọi điện xong madoka lấy giấy dùng trong lễ hội ra viết chữ ngày hội cũng đến Desumu di diễn vai nữ thân, đột nhiên bị đau bụng, tình huống gấp gáp, Ui được chọn làm người thay thế. Kazuma nhận cuốn giấy từ Madoka rồi lên kiệu đến cây cầu. Từ xa nhìn thấy Ui trong vai nữ thân, thanh niên bất ngờ đờ luôn. Phải có tiếng trống và Ajumu nhắc nhở mấy hoàn hồn. Kazuma mở cuốn giấy ra định đọc, nhưng nhìn thấy câu anh yêu em thì dừng lại, đứng hình thêm lần nữa. Nhớ lại lời dặn, chỉ cần đọc những gì trong giấy, thanh niên lấy hết can đảm kêu lên, anh yêu em. Ui bên này vì câu nói của Kajuma mà sững sờ, đứng hình mất 5 giây, lại được nhắc nhở mà cũng hét lên đáp trả. Đôi bạn trẻ và đám bạn quậy bành cả lễ hội cầu phước lành. Đến tối, mọi người ăn uống no say sau lễ hội. Sakai thì bám lấy Jori, đeo tai thỏ dễ thương. Tetsumuji cũng xuất hiện sau cả ngày giả bệnh. Bên ngoài, Madoka và Ibuki có chung hoàn cảnh, bị từ chối ngồi cùng nhau nhưng nếu là Ui thì hai nhỏ đều vui, mong rằng Ui sẽ hạnh phúc. Ui cùng Kajuma đến bên bờ sông, đom đóm lãng mạn, nắm tay nhìn nhau đắm đuối, rồi cho nhau nụ hôn nồng nàn, chứ không phải chỉ là tai nạn nữa. Cuối cùng bộ này xin phép được khép lại tại đây. Anh em thấy hay, để lại một like và một đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!